Trời ơi, Phú nó cho mày ăn no quá à. Ông mẹ ơi. Phú ơi là Phú, sao nó mập giống tao quá vậy mày? Thầy nghĩa à, đặt tên đi, đặt tên đi. Hanh. Hả? UC hả? Đó, thấy ghét không? Cưng quá à. Nè, con quay nói chuyện đi. Nói chuyện với UC đi. Ừ, đó, chú Phú nuôi nè. Ủa, cái này có tên gì? Bé Chính. Bé Chính. Ừ, bé Chính về tới khu đô thị Vạn Phúc rồi nha. Hôm nay bé Chính làm người Sài Gòn nha. Không làm người Long Khánh nữa nha. Nha, hiểu không? Đem thử rồi, chắc cưng đó ha. Đó. Ôi trời ơi, có mũi con ơi. Đừng nó cắn nó. Ừ. À, bé Chính là người Sài Gòn nha. Ghé thôi. Sao con? Vậy mình bé Chính mình đặt quá. Mình đặt trên đó là UC hả? Khoa hả? Thấy ghé không? Nè, thấy dễ thương không? UC. Đó. Đây, của này cháu chứ. Đẹp quá ha. Bây giờ có được hai con ngon. Ha. Dạ. Chú Phú có nhiệm vụ kiếm giùm cho con nữa nha. Nặng trái. Nó dơ. Đâu có dơ đâu. Dạ, nó, nó mới đi xe vô nó mệt. Thấy ghét rồi. Đó. Ở cái tay của nó đẹp. Tối nay cho ngủ chung với mình đi. Tối nay lên ngủ chung với mình đi. Nè. Tới đây lên ngủ chung nha. 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 Tới đây lên giường ngủ chung nha. Ngủ chung với mình nha. Không không có phải ngủ dưới đất nha. Rồi, ố con đâu em? Cho nó nằm xuống. Cho nằm hả? Em nằm. Nó không nằm. Nó không chưa nằm. Rồi, cảm ơn Phú nhiều nha. Đó, tôi ghét con con. Con tắt hay con gửi cho chú Phú đi. Dạ. Bé Chính về tới nhà rồi đó. Hết mệt rồi đó. Bây giờ là bé Chính ăn rồi đó. Lấy 3 quả trứng gà. Quậy nhẹ nhẹ lên. Trộn với cơm. Hoàng tử ăn rồi đó, hoàng tử chịu ăn rồi đó. Chú mẹ ơi cưng. À. À. Chú Phú thấy chưa? Thấy bé Chính chưa? À, giờ ăn mới quay phim chứ. Quay phim chứ thấy hoàng tử đẹp trai chứ. Ừ. Ăn trống lớn cho mấy giống mấy anh chứ, mấy anh mấy chị chứ. Hen. Hen. Dầm. Cho bé Chính chơi cái chỗ này là cho bé Chính no luôn. Chạy cho no luôn hả con. Nãy về thì không. Cho chú Phú nha. Chú Phú làm clip nha. Rồi, cảm ơn em Phú ơi.